Phật kinh thấy Thích Quan Âm, nhà họ Mang ở Cao Ly A Quốc. Lập nên ca xương giữa đình nghi ta, Phật tổ tôi linh năng ủng hộ, phù hộ dân ta phúc thọ y đa. Đôi chữ ơi mà gì đà, thấy trai là trai khỏe mạnh như trẻ y ta. Bạch nhật mạc nhàn quang ý, thanh xuân bất tai lai. Quê tôi nay vốn ở lũng ý, ý, ý tài tên vốn đặt ơi chứ là dùng thiện ý sĩ. Ơn cha mẹ tôi theo ý bề kinh sư chưa có nội trợ thế gian. Nghe mang ông sinh gái hiền hoàng, sắm lễ mọn ơi chứ tôi sang qua nghi mà sánh nhì ý vân. Chà, đây đã tới ngõ mận vườn đào, trông chẳng khác chi bức tranh đồ thủy mạc.
Dạ, Trình Mãng ông có nhà hay vắng, thiện sĩ con có lễ sang hầu. Mời cụ ra nhà ngoài có khách cụ ơi. Nào là thằng Cam. Dạ. Nào là thằng Quýt. Dạ. Cam Quýt bồng bưởi tranh yên thiểu liệu đã đủ cả chưa hử các con? Đủ cả rồi đấy cụ à. Đủ cả rồi đấy hử. Thế hôm nay nhà ta có con mách lẻo, nó kêu ở phương nào hử các con? Phương đông đấy cụ à. Quẹt kêu ở phương đông, quẹt kêu ở phương đông là ắt hẳn hôm nay nhà ta có khách hử. Dạ. Có câu rằng bạn nhiều khách lắm đi, thường qua lại lộc trời muôn vật tới tay ta. Ây mây mây cõi à thiếu ngôi nhà ơi ta. Ây mây trốn sơn lâm ngôi nhà ơi à. Ây mây trốn sơn lâm mây cõi kiều xa, tiền tiền thôn xa này ta là chủ nhân, ta này là chủ nhân. Ây à ôi rằng vậy, chẳng giấu gì họ Mãng là tôi ơn thiên địa ở cửa nhà rút xúc kích. Nhà cụ giàu quá cụ ơi. Nhà lão đây thì giàu lắm, giàu 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 kém mười châu là đầy một chục. Chả có con nào. Ấy lợn thì nhung nhúc, kém mười chục là đầy một trăm. Cũng chả có con nào. Gà chạy lăng xăng, kém mười lăm con là đầy đầy chục rưỡi đó. Chả có con nào. Nhà cụ nghèo quá cụ ơi. Vui miệng thì lão nói chơi thế thôi, chứ nhà lão đây thì nghèo lắm, chả có gì sất. Ấy còn bề tử tức lão sớm sinh một gái, tuổi thanh xuân đương độ trăng tròn. Ấy giờ cũng chưa có nơi nào kết chỉ cầu hôn, ngọc lành còn để làm cao giữ giá đó hả. Dạ chào cụ à. Ủa có chuyện gì thế hả anh? Dạ thưa cụ, nghe cụ đây đạt biến thức thời, vậy con đến để trần duyên sự. Ủa có chuyện gì anh cứ nói. Vân Thanh nhà ta sinh nàng thục nữ. Có đấy. Vậy con sang xin bán tử hầu người. Ủa cái anh này trần duyên sự chi mà lạ vậy? Lão đây đã ngần này tuổi đầu còn thiếu chi cái chết, mà anh lại sang bán tử, nghĩa là anh bán cái chết cho lão đó hả? Dạ thưa không à. Thế sao? Bán tử chi tình. Tuy bán tử nhi tình do tử. Bán tử là con xin sang làm con cái cụ và làm rể cụ đấy à. Anh cứ nói thế lão đây nghe ra ngay. Bản tức bên ấy bác sinh anh là trai, tôi sinh con gái, ví vừa đôi phải lứa, thời để làm chi chẳng gả. Dẫu rằng tôi có ham trốn giàu sang, ấy nhưng dầu làm giá sánh với rẻ đông sàng. Được. Mời anh vào nhà trong sơi nước, để lão gọi con gái lão ra hỏi đôi lời xem sao đó hả. Nào trẻ bay đâu. Dạ. Mời cô thị kính ra đây cho ông dạy chuyện nghe. Mời cô ra nhà ngoài cho ông dạy chuyện cô. Thank you.
Sinh con nay tuổi trăng tròn đương độ, cha cũng muốn cho con được an phận thất gia. Có thiện sĩ bên kia thực đứng mặt con nhà, cha cũng dắp định kỳ duyên kim cải. Nào có nên chăng thời con cứ nói, kẻo sau này lại mang điều cha đây ép cả duyên con. Chính lại cha sinh con ra mà nghĩ đào phần gái nghĩ con giữ đạo nghĩ tam mi tòng riêng con một cõi ni linh ni thông lấy ai để ơi chữ thượng tất ni lời con nói cha nghe đẹp dạ ấy, nhưng họ Sùng kia đồng quận có bao xa. Dẫu sớm khuya con thăm viếng mẹ cha thì đường đi lại có xa chi mà ngại. Vâng lời cha nghĩ dạy dỗ ân đi ý cần đi cần thủ giáo ý cho đẹp lòng cha nghĩ mẹ ơi. Ủa thế con gái cha đã bằng lòng rồi đó hử? Cha cho con đứng dậy. Nào trẻ bay đâu? Dạ. Mời cậu thiện sĩ ra đây cho ông dạy chuyện nghe. Mời cậu ra nhà ngoài cho ông dạy chuyện cậu ơi. Ủa ủa này anh thiện sĩ ơi, ủa lão đã hỏi con gái lão rồi ấy, nhưng con gái lão nó nói là nó đã bằng lòng lấy anh rồi đấy, thế mới gọi là nam môn đa hỷ khánh, nữ tế cận thừa long đẹp duyên con cha mẹ cũng mừng lòng, mừng bốn chữ nghi kỳ gia thất. Ngày hôm nay thanh thiên bạch nhật, cha cho hai con về hợp cẩn hồi môn. Dạ, tuy chưa dâng sáu lễ ừ, song đã hợp một nhà ừ, đầu bái tạ nhạc gia cho con trẻ sắp cầm hòa hợp ừ, ừ. Cha cho hai con đứng dậy đưa nhau về chi tải vu quy, để cha vào phòng trong an nghỉ nghe con. Nhớ thỉnh thoảng sang thăm cha hỡi con. Duyên phận đi ta phải chiều ơi, nơi này duyên đi, ơi đi
Bóng nghi non đi thiếp tôi ngắt
đã thâu đêm mi suốt sáng xem chiều như mỏi mệt ni tâm thân mượn gối nàng nghỉ lưng một lát cha mẹ. Đêm qua con ngồi học đã khuya, vừa chợp mắt thấy dao kia kề cổ. Nó kề cổ mày. Hay nó kề cổ ai? Tôi lại còn kề cổ ai vào đây nữa? Thế ra con mặt sứa gan lim, mày định giết con bà có phải không? Này con kia, nhà bà đây, giống phượng giống công, nhà bà đây. Trời giống phượng giống công. Này con kia, nhà bà đây giống phượng giống công. Con tuồng bay mèo mà úi sao, giống gà đồng mày lắng lơ đấy con kia. Con tuồng bay đồ mèo mà thank you.
mà cả gan. Cái con này mày thật cả gan, mày cho con tao nó sụp tình rất vàng mà tình nữa. Úi chao ơi, thì còn gì mà không chết. Con kia, mày thử ngửa cái mặt mày lên cho bà xem nào. Cái mày cứ ngửa lên cho bà xem. Úi chao ơi, là mặt chém bổ văn vầm thả nít mặt. Gái say trai lập chí giết chồng, rõ rành rành mười mắt đều trông. Vì đời gái mày ngồi chơi như mặt thớt. Nè bà ơi, thế là cái con thị kính này nó là gái giết chồng thật đấy bà. Hay em không mở được cái mắt này ra mà trong kia kìa, lúc nào cũng rượu, lúc nào cũng say. Ô thì tôi biết đâu được đấy. Tôi cứ nghĩ là vợ chồng chúng nó đây cũng như tôi với bà. Còn cái tuổi nó đương thì cơ đấy. Đương với chả thì, không biết gì thì ngồi xuống đây này. Nói con ngồi chết gì xuống đây này. Ôi trời. Này con kia, nhà bà đây cao môn lệch tộc, còn như mày là con nhà vua ốc, cho nên chữ tam tòng mày ăn ở đơn xa. Thôi, chẳng công đâu mà đánh mắng cho hoài, gọi mắng tộc sang mà phó giả thôi ông ạ. Mẹ ơi, này đồng nát thì về cầu nôm, con gái nỏ mồm về ở với cha biết không. Hay thì ông vẫn ngồi chết ở đấy à? Bà bảo tôi ngồi chết dí xuống đây thì tôi đừng ngồi. Này, không biết đi mà gọi ông mãng sang mà giao giả con thị kính kia đi. Để như vậy có ngày con mình chết oan vì nó đấy. Thôi ông đi đi. Kìa, thiền sĩ con, con vào trong nhà rửa mặt rồi đọc sách. Về lớp này mẹ sẽ lấy cho con 5-7 vạn. Con con lắm mẹ ơi. Buông ra, buông ra. Vào, đi vào. Còn đợi ông đấy. Ủa, sung sướng quá ông nhỉ. Sung sướng lắm. Ông khoe con ông ấy, nó nữ tắc, nữ công. Dạ vâng, cháu nó tắc công đủ cả đấy ông ạ. Ấy thế mà đang đêm sao? Nó cầm dao giết chồng đấy ra. Ông ơi, con ông đây ông mang về mà dạy bảo từ nay đừng có khoe nữ tắc là nữ công nữa nghe chưa. Ông ơi xin ông hãy nghĩ tới tình thông gia ông ơi. Thông cha con ơi, cha con ăn ở ra làm sao mà đến nông nỗi này hả con. Oan con lắm cha ơi. Oan con à.
con ơi, dù oan đi, dù nhận đi chẳng ý oan, xa xôi chả biết nỗi oan nhường nào. Con ơi dù nhận mà chẳng chẳng oan ơi, ơi trời ơi. Này xa rồi chả biết ai à, ấy mây đổi ơi. Này nỗi oan con nhường nào. Thôi về nhà ở với cha tôi con. Cái nhà này không thể nào ở được nữa đâu con à. Về thôi con. Thank you.
Tên con là Tiểu Kinh Tâm. Cứ khuya sớm con tụng kinh niệm Phật. Thank you.
Đã đèn nhang xong, mời cô vào lễ Phật. Mô Phật. Tiểu đâu đến tu chùa mà đẹp đến thế? Chị em ơi, sao tiểu ở đâu đến tu chùa mà đẹp thế nhỉ? Chị em ơi, người đâu đến ở chùa này mà khổ cao ba ngân đề? Lông mày nét ngang đấy thầy tiểu ơi, đến ở ấy mấy ngày thế mà tiểu ơi tao dùng ấy mấy đình thế mà dân đình thầy thầy tiêu như là tao ơi dùng ấy mấy đình thế mà dân đình em ơi như ơi thế mà này em như gái giờ tiểu ơi, ra đây ăn vé miếng trầu ăn nào, thầy tiểu, thầy tiểu. Thầy mấy thầy tiểu ơi, nhà anh có mấy chị em? Nhà tao có 9 chị em. Thế ai như mày không? Chỉ có tao là chín chắn nhất đây. Do lắm. Kệ tao. Do lắm. Ông mặc kệ tao. Thầy tiểu, thầy tiểu ơi, thầy tiểu. Thầy tiểu cao non tiến trung lòng đào mà trầu thêm cánh phượng đêm. Chàng đấy thầy tiểu ơi tiễn trùng ấy mấy đào thế mà lòng đau ấy thì ơi quá câu nói là tiễn đi ấy trùng ấy mấy đào thế mà lòng đau đau.
Phải gió ở đâu ấy? Vào từ bao giờ kìa? Thầy Tiểu
Thầy tiểu ơi, muốn rằng cây cải cho xanh, thải lại rau rệu tam thành bờ tre. Lắng tai tôi nói cho mà nghe, chi âm chưa tỏ chi âm, để tôi mong phụng nhớ thầm sâu riêng. À thôi, tôi nghĩ ra rồi, chi cho bằng châu ta thời ăn cỏ đồng ta, ai lại hoài thóc ta cho gà người bơi. Ta tắm ao ta, ta thời về thời ta tắm ao ta nghỉ suối không bây giờ rồi đục này ta cứ ao hồ mà vẫn là làm ra làm cầu ơi kệ thao làm ra làm mặc kệ thao. Này bà con ơi, sao kiếm lối lên chùa điệu cô bầu về cho ông cây bảo nhá. À, tôi vào vào chùa đấm một tiếng tiếng chuông bọn trở ra tam quan, tôi đánh ba tiếng trống rành tành cắc tành cắc tành tòng, hỏi cái nghẹn nó tơ vương ở chốn chốn nào. Cô Màu ơi, ơi cô Màu, ai gọi gì tôi thế? Nô đây. À, anh Nô đấy à, gọi gì cô thế? Ông bảo sao cô lại hay lên chùa hát đúng với chú Tiểu đấy. Thế hát đúng với anh Nô nhé. Này anh Nô ơi, gió nghĩ xuân nó mới đánh tóc cái dài yếm đi nghỉ đau, mà anh trông thấy oan đi sao anh trả vào thắp mi hát đi anh Nô, hát đi, hát đi mà, hát đi. Ừ thì hát. Ơi cô Màu ơi cô thì Màu, cô như cái quả mướp mướp non, cô nằm nằm bụng rồi đến sớm con cô muộn muộn chồng. Phải gió nhanh nổ đôi xe tấm ván đi nghỉ cho nghỉ đi nó dậy ta à, nay bắt bắt mà cô qua nghỉ cầu quá thời con sông vai đi vai đi đi nay vai ai ơi vai ai nghỉ cho thầy thời mát mẹ
Thank you.